Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, các nhà sử học của chúng ta đã chỉ cho rằng trong chiến tranh chống ngoại xâm của Việt Nam, Mỹ là bên thứ ba liên quan và cũng phải chịu đau thương như đúng những gì người Mỹ chuyên truyền theo đề án thay đổi lịch sử của Obama. Về ngụy quyền ngụy quân thì họ đòi hỏi không được dùng từ ngụy để chỉ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vì phản cảm với một trong muôn vàng lý do ngụy biện là từ ngụy không có trong tiếng Anh và viết sử sao cho dễ chấp nhận. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Thủ tướng Ngụy Sài Gòn Phan Huy Quát, anh trai Phan Huy Lê rước voi về giày mã tổ của Ngô Mạnh Hùng. Ngày này cách đây 56 năm, ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ chính thức đổ quân trực tiếp xâm lăng Việt Nam sau gần 20 năm can thiệp thông qua việc chống lưng tài trợ chiến phí cho Pháp và dựng lên ngụy quyền Sài Gòn dưới sự điều khiển của hàng chục nghìn cố vấn Mỹ, các tàu US Henrico, Union, Vancouver mang theo lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến số 9 của Mỹ đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng, cũng là nơi mà ngày 1 tháng 9 năm 1858 quân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã được các sĩ quan ngụy và đám me gái me Tây chào đón trong vòng hoa đeo cổ với các tấm biển Welcome Galan Marinette chào mừng lực lượng thủy quân lục chiến lũng mảnh. Sau này, vào thời cao điểm có tới 560.000 lính Mỹ trực tiếp tham chiến cùng cả bầy chư hầu đồng minh. Trước đó, lực lượng tiền trạm của Hoa Kỳ đã lên bờ để chuẩn bị vị trí đổ bộ mà không thèm đếm xỉa đến cái gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 3, Đại sứ Mỹ Maxwell Taylor mới thông báo cho Phan Huy Quát, Thủ tướng Ngụy, anh trai Phan Huy Lê rằng Hoa Kỳ sẽ đưa thủy quân lục chiến đến Việt Nam. Ba ngày sau, Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi văn bản chính thức yêu cầu Ngụy quyền Sài Gòn mời quân đội Mỹ vào giúp chống Cộng sản. Phan Huy Quát, một tên bù nhìn không hề có quyền lực thực sự phải hỏi ý kiến Nguyễn Văn Thiệu và Thiệu khi đó là chánh văn phòng hội đồng lực lượng vũ trang lập tức gật đầu. Tuy nhiên, Thiệu và Westmoreland cũng lo sợ phản ứng của dư luận về thân phận ngụy trong việc Mỹ không quay trọng tay sai nên yêu cầu việc lính Mỹ đổ bộ phải được đưa vào bờ cõi một cách kín đáo nhất có thể. Nhưng mong muốn này đã bị bỏ qua bởi lũ tay chân vọng Mỹ nên đám xâm lăng sát nhân lại được chào đón nồng nhiệt với cả dàn lính ngụy và gái điếm. Ngay cả trang tin biên niên lịch sử của Mỹ cũng ghi rõ về thân phận bù nhìn đó của ngụy, ghi rõ quát và cả ngụy quyền Sài Gòn là một con bù nhìn đơn thuần phải được quyền lực thực sự chấp thuận. Vậy nhưng các nhà sử học, quốc sử nhà ta lại chỉ cho rằng Mỹ là bên thứ ba liên quan và cũng phải chịu đau thương như đúng những gì bu mẻo tuyên truyền theo đề án thay đổi lịch sử của Obama về ngụy quyền ngụy quân thì chúng đòi hỏi không được dùng từ ngụy để chỉ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vì phản cảm với một trong muôn vàng lý do ngụy biện là từ ngụy không có trong tiếng Anh và viết sử sao cho dễ chấp nhận. Chúng lặp lại ngôn ngữ luận điệu của Mỹ ngụy rằng lính Bắc Việt với Việt Cộng thì có phản cảm và dễ chấp nhận không nhỉ và chúng luôn kêu gào về 17 tháng 2, nhân dân sẽ không quên, nhưng tuyệt đối không nhớ về ngày 8 tháng 3 1965 và 1 tháng 9 1858. Tất nhiên, chúng ta cũng như các quốc gia đều chỉ kỷ niệm ngày chiến thắng, nhớ về ngày bị xâm lăng để cảnh giác, chứ không ai kỷ niệm ngày bị giặc đánh vỡ đầu cả như ngụy sử, ngụy trí thức và ve hán kỷ với 17 tháng 2.